Trong gần 5 tháng qua, Cơ quan Điều tra Bộ Công an, Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương đã khởi tố hơn 30 người liên quan vụ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Trong đó, có 3 quan chức cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và 8 giám đốc CDC các tỉnh, thành. Ngoài ra còn có một giám đốc CDC bị cách chức vì được Việt Á chi hoa hồng. Nhiều lãnh đạo CDC các tỉnh, thành bị bắt do nhận hoa hồng kit xét nghiệm Việt Á, nhưng trước khi bị bắt họ đều tuyên bố không nhận một đồng nào.